Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin nói chuyện thế giới qua quả địa cầu của ngày 7 tháng 2 năm 2024, tức 28 Tết. Trước hết chúng ta vào Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út nói là sẽ không lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với Israel, trừ khi là Israel phải chấp nhận việc thành lập nhà nước Palestine và chấm dứt cuộc chiến tại Gaza. Thì lúc đấy thì mới nói chuyện là thiết lập ngoại giao. Một cái trực thăng chở cựu tổng thống của Chile là ông Piñera đã bị lao xuống hồ và tử vong. Một cái eo biển có thể nói là nguy hiểm nhất thế giới, đó nó nằm ở đây đấy các bạn. Tức là chúng ta thấy đây dưới là châu Nam Cực, còn đây là Argentina. Đây là cái điểm cuối cùng của Nam Mỹ, và với cái điểm phía bắc của châu Đông Cực, đây là cái eo này, nó gọi là nguy hiểm nhất thế giới. Nếu vượt qua cái eo này, thông thường người ta phải đi mất 2 ngày, và thường thường có sóng cao là tầm 15 mét, cho nên người ta rất là ít khi qua đây, cho nên người ta phải đi qua Panama, cánh đảo Panama, thì chúng ta thấy đây rồi, đi qua đây, chứ không có đi vòng xuống dưới này. Hồi xưa là ông Magellan là ông đi xuống dưới này đấy các bạn nhé, lên trên này, còn bây giờ người ta đi qua kênh đảo Panama đây thôi. Jordani thì tôi mới nghe tin là đã thắng Hàn Quốc. Jordan thì đã từng đá Việt Nam rồi, còn đã từng là bại tướng của Việt Nam dưới thời Park Hang-seo. Thì hôm nay đã hạ được Hàn Quốc. Và ông Griezmann, tức là ông này hồi xưa là cũng là một tiền đạo, cũng là một huấn luyện viên của đội tuyển Đức, bị la ó, và các quan chức thể thao của Hàn Quốc đang kêu gọi tẩy chay ông này và đưa ông Park Hang-seo về. Nhưng Park Hang-seo hiện nay thì đang làm cố vấn cho cái đội câu lạc bộ hạng nhì của tỉnh Bắc Ninh. Tại Nevada của Mỹ thì hôm nay lại cũng tiếp tục là bỏ sơ bộ. Nevada thì nó giáp với San Francisco, với California các bạn nha. Nevada này thì nói chung Nevada này nó cũng ít phiếu lắm. Đó là cái vùng sa mạc này, vùng vừa núi vừa sa mạc này, nó có cái sòng bạc Las Vegas ấy. Thì hôm nay cũng đã bỏ phiếu sơ bộ thì bà Haley của Đảng Cộng Hòa được 32% số phiếu. Còn số còn lại là không bầu cho ai cả, bởi vì ông Trump ông không tham gia bầu cử ở đây. Như vậy là bà này cũng chỉ được 1/3 số phiếu của các cái cử tri ủng hộ. Như vậy là cho dù không có ông Trump nhưng bà cũng chỉ được 1/3, có nghĩa là thua. Và bên đảng Dân Chủ thì bên ông Biden cũng đã chiến thắng ở cái bang này. Hy Lạp. Chúng ta biết là Hy Lạp mấy ngày nay ì xèo về vấn đề là cung cấp cái F-300 mà mua của Nga cho Ukraine. Nhưng mà hôm nay thì Hy Lạp chấm nói là chính thức là sẽ không có cái vụ này. Chúng ta có thể vào một cái thành phố nào đó của Hy Lạp. Larissa các bạn nhé. Chúng ta vào đây. Đây là thành phố của Hy Lạp này. Phố rất nhỏ. Trông cũng hoành tráng đấy chứ các bạn. Ghê gớm đấy chứ. Hy Lạp là một nước ở bán đảo Bát Căng đấy các bạn. Giáp với Bulgari, rồi giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và Địa Trung Hải. Không hiểu tại sao hôm nay Iraq lại muốn hợp tác với NATO trong vấn đề quân sự. Thì và chúng ta được biết là hôm 31 tháng 1, thì Iraq đã cùng với Pháp, cùng với Mỹ để bàn về cái cách rút quân của người Mỹ khỏi cái Iraq. Nếu mà rút khỏi Iraq này là rất là tốt đó các bạn. Iraq là chúng ta biết nằm ở Tây Á, ở vùng Vịnh và Trung Đông. Và là anh nằm ở khu vực đấy. Đây là Iraq các bạn. Hiện nay Tajikistan đang hoãn cái đường ống dẫn khí đốt đến Trung Quốc. Thì hiện nay có rất nhiều cái đường ống mà người ta bắt đầu chẳng chịt với nhau. Cho nên là mà rất nhiều nước nó đã tìm ra được cái dầu khí, mỏ dầu và mỏ khí. Thì đây là một cái hợp tác của Trung Á đối với Trung Quốc. Thì chúng ta biết trước đây có một cái là từ Kazakhstan.
Kazakhstan, đã đi qua Kyrgyzstan, rồi đi tới Trung Quốc. Thì đây là cái đường ống thứ hai, là một cái đường ống khác, nó đi từ Turkmenistan đến Uzbekistan, đến Tajikistan, rồi đến Kyrgyzstan, và sau đó là cũng đến Trung Quốc. Thì hiện nay cái đường này thì lại bị hoãn, cái đường thứ hai này bị hoãn, là bởi vì là anh Tajikistan anh nói là vì các cái đối tác của các nước này nó đang có những cái vấn đề, cho nên chỗ Tajikistan là không được. Mà cái đường ống này là mỗi nước là mấy mấy trăm cây, mỗi nước mấy trăm cây, khoảng 5 nước như vậy thì cũng tầm khoảng hơn 1.000 cây. Còn cái từ Kazakhstan mà đi qua đây thì nó là 1.900 cây. Đây tôi mô phỏng cho các bạn nhé. Thì Trung Quốc hiện nay là đang có rất nhiều cái nhu cầu mua dầu và khí, có lẽ là cũng là nếu mà lấy của Trung Á thì có nghĩa là không không lấy của Nga hoặc là giảm của Nga đi. Thì hôm trước chúng ta nói là có một cái gọi là Siberia Power đấy, thì là coi như sang Trung Quốc là cái đường ống số 1 thì đi được rồi, đường ống số 2 bây giờ qua đây thì Trung Quốc lại bảo là đang ì xèo về giá đấy các bạn. Đấy. Thì bây giờ anh đã phát hiện ra một cái ở cái tỉnh Chiết Giang là có một mỏ ok rồi, bây giờ anh lại tiếp tục là mua mấy của các nước Trung Á nữa thì rõ ràng là Nga lại sẽ khó khăn trong vấn đề xuất khẩu dầu và khí. Tại Bangladesh thì chúng ta biết là nó là giáp với Miến Điện và Ấn Độ. Đấy, thì anh này anh thủ tướng mới nói là mới mới đắc cử đấy các bạn, thì nói rằng là rất là muốn nhập khẩu các cái thực phẩm từ Ấn Độ. Nói chung Bangladesh nếu mà chơi với Ấn Độ thì nó cũng là giống như bình thường thôi. Mà hiện nay là những cái bạn thân của Ấn Độ là gần như ra xa hết các bạn nha, như Pakistan hoặc Nepal, Bhutan thì là đang muốn chơi với Trung Quốc. Rồi ông dưới này là ông chị của ông tên rồi Maldives thì cũng đã chơi với Trung Quốc, Sri Lanka cũng chơi với Trung Quốc. Cho nên Ấn Độ không biết là tốt với xấu thế nào mà bây giờ tất cả xung quanh nó lại cũng không chơi mà lại chơi với Trung Quốc. Đấy. Cái điều này hơi ngại. Nhưng hôm nay có anh Bangladesh thì anh lại muốn bàn giao với Ấn Độ thì là rất là đáng quý. Nga hôm nay cũng tiếp tục tối hôm qua không kích vào Kiev, trong khi có ông Borrell, tức là ông phụ trách đối ngoại của châu Âu. Hôm qua ông khoe, tức là đã thông qua được cái gói 50 tỷ cho tụi bay. Thế coi như là Nga đánh âm âm vào, mà chắc là không trúng. Cũng chả đánh ông làm cái gì. Hôm vừa rồi chúng ta biết ông Indonesia, Tổng thống ông Widodo đã qua Việt Nam thăm và ký kết rất nhiều. Trong đó là có là mua 1 triệu tấn gạo cho một năm, hàng năm. Và chính thức là được ông Phạm Nhật Vượng là lái xe VinFast là chạy quanh hết. Thì bây giờ là VinFast đã có mặt tại Indo các bạn nhé. Ông Putin thực tế là người ta nói là sẽ hay là không, trả lời với cái nhà báo mà Tucker Carlson của Mỹ thì người ta cái đồn là thế nọ thế kia nhưng mà thực tế là phỏng vấn rồi. Thì ngày 8 tháng 2 người ta sẽ công bố cái nội dung của phỏng vấn đó. Thì sau khi mà được lên mạng truyền hình thì cái theo dõi về cái cuộc phỏng vấn này của ông Carlson là lên tới hơn 50 triệu người theo dõi cuộc phỏng vấn này. Trung Quốc cảnh báo các sinh viên của mình du học tại các nước ở châu Âu, ở Úc và cũng như ở Mỹ và Canada là hết sức cẩn thận, bởi vì các tình báo của nước ngoài hiện nay họ đang dụ dỗ các sinh viên để về chống phá lại đất nước. Thì cái này tôi thấy là cũng là bài học cho Việt Nam, cũng cũng như vậy. Chứ thông thường là các du sinh về tôi thấy nó có ích đâu chỉ chưa thấy, nhưng mà có thể là lợi bất cập hại, cũng phải cảnh báo những cái chuyện này. Thụy Điển hiện nay đã dừng cái công tác điều tra cái Nord Stream 2, hai cái Nord Stream thì nó bị cái chỗ này các bạn ạ. Chúng ta biết đây là Thụy Điển, đây là Na Uy, đây là Phần Lan. Ba nước này là bán đảo Scandinavia, với cả Đan Mạch nó dính vào đây. Đấy, thì là nổ thì nổ vào đây. Có hai vụ nổ liền. Từ Nga là đi Đức. Tôi thấy là hai cái nó đan vào nhau như này đến nổ ở cái khu vực này. Thì theo giới chức Nga nói rằng nổ cả hai đường ống luôn các bạn nha. Thì trong tuần tới sẽ có cái đột phá về cái kết quả của cái việc điều tra ai là kẻ phá hoại hai cái đường ống này.
thì các nước khác thì đã bảo đã biết rồi nhưng mà không nói. Còn Thụy Điển hôm nay nói là tôi không, không chơi, tôi không, không điều tra nữa. Tại Nhật Bản, Nhật Bản đây, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc. Tại Nhật Bản thì hôm nay người ta lại tiếp tục bắt được 4 người Việt Nam, trong chủ yếu là phụ nữ, đã ăn trộm trong các siêu thị cũng như là các shop quần áo của Nhật, là trị giá các quần áo này lên tới 135.000, và lại tiếp tục được bêu rếu trên các phương tiện truyền thông của nước Nhật. Hamas hiện nay đã đề nghị Israel là ngừng bắn 4,5 tháng, tức là khoảng 135 ngày, và sẽ trả hết con tin. Thì Israel có vẻ như chưa đồng ý. Ngày nhân đây thì nói luôn, tức là Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu để mà thông qua cái viện trợ cho Ukraine, Israel và biên giới, thì cuối cùng là gác cái Ukraine lại, chỉ có bỏ phiếu cho Israel, nhưng mà là cũng không đạt, bởi vì là chưa được 2 phần 3 số các cái nghị sĩ bỏ phiếu, tức là 250 là đồng ý, nhưng mà 180 là không đồng ý. Cho nên là 180, tức là anh kia anh phải là gấp 2 lần cái anh này cả. Đấy. Ví dụ như anh này 180 là 1 phần 3, thì anh phải 2 phần 3, anh phải 356, mà anh mới có 250 phiếu. 250 phiếu thuận và 180 phiếu trống. Cho nên là cũng không đạt được cái viện trợ cho Israel. Còn Ukraine cái nằm mơ đi. Còn ông Biden nói dọa với Hạ viện Mỹ rằng là nếu mà trong trường hợp mà không viện trợ cho Ukraine thì có khả năng ông sẽ phát động một cuộc có thể nói trực tiếp với Nga. Đấy, có thể Mỹ hoặc cả Mỹ cộng NATO sẽ có những cái đối đầu trực tiếp để mà bảo vệ Ukraine nếu mà không có tiền của Mỹ. Thì cái đấy thì tổng thống có quyền các bạn nhé. Còn cái này các cái gói cứu trợ, viện trợ hoặc là nọ kia thì đó là các cái dự luật của Thượng viện Mỹ rồi Hạ viện Mỹ, rồi là người ta phải đồng ý hết, rồi coi như tổng thống chỉ có ký thôi, ký ban hành luật thôi, chứ còn thông qua luật hay không thì nó là do hai cái viện đó. Nhưng mà hiện nay thì đã không được, kể cả Israel. Hiện nay thì chúng ta biết là Anh đang lách cái trừng phạt của Mỹ cũng như là các nước phương Tây đối với dầu khí của Nga, nhưng mà năm nay Anh cũng đã lanh tay lẹ mắt, coi như mua mua chui mua trộm được 700 triệu đô la dầu của Nga, rất là phấn khởi hồ hởi. Hiện nay là phía bắc của Nhật Bản, tức là với giáp Sakhalin, thì chỗ này là nó có một đàn voi voi xanh, đàn cá voi xanh đấy các bạn. Tức là loại nó gọi là cá voi sát thủ đấy, thì bị băng trên này nó trôi xuống bị kẹt. Hiện nay là Nga và Nhật đang nỗ lực để mà giải cứu cái băng, tức là để phá cái băng để mà cứu cái đoạn cá mập này, à cá voi xanh sát thủ này. Trung Quốc vừa rồi đã tìm ra được một cái một khối các ngôi mộ là có từ cách đây 2.500 năm ở Chiết Giang, thì cũng đang tiếp tục khai quật tiếp các bạn. Thì đây là cũng nó lòi ra được rất nhiều cái vấn đề. Tại Alaska, Mỹ. Alaska thì ngay đây rồi. Chúng ta sáng chúng ta đã nhìn rồi. Đây là eo biển Bering, bên này Nga, bên này Mỹ. Có mấy cái máy bay bay qua và cái Adis, tức là vùng nhận dạng phổ công đó. Thì Alaska hiện nay là tuyết rơi rất là nhiều. Đấy, thế mà máy bay bay mà vẫn thấy được các bạn nhé. Rơi nhiều và nó đầy trên cái nóc nhà của dân. Thì hiện nay có hàng ngàn cái nóc nhà có khả năng bị sập. Hiện nay người ta đang có những cái biện pháp để mà làm cách nào đó để mà cho nó, tức là bơm nước nóng lên để cho nó chảy hết tan vang đi, chứ còn không thì nó sập nhà. Chúng ta vào chỗ Alaska thì các bạn nhé. Chắc là chúng ta vào phía dưới này thôi. Chỗ này thì Anchorage. Ta vào đây nè. Đây thì nó chụp vệ tinh cái lúc mà chưa có tuyết. Thì các cái vùng này thì cũng chả đẹp gì, chả giàu có gì. Nga xa hoàng hồi xưa bán, bởi vì ở đây khí hậu cũng rất là khắc nghiệt, thì năm nay ta đã thể hiện cái điều đó.
Vương quốc Anh, nếu mà nói về thiệt hại quốc gia nào mà thiệt hại nhiều nhất qua cái vụ mà Houthi với cái biển đỏ này, biển đỏ và kênh Suez, thì nước Anh được đứng bầu là đứng đầu, là cái nước bị thiệt thòi nhất và thiệt hại nhiều nhất, vừa là rất tốn nhiều tiền nhiều của, là tàu sân bay cũng về, tàu khu trục cũng về, mấy cái tàu hàng bị đánh rồi mất bao nhiêu là tên lửa đạn dược, mà cuối cùng chả được cái gì cả. Thì người ta nói là được bầu là quốc gia chịu thiệt thòi nhất. Ở Trung Quốc hiện nay nó đang có một đợt không khí lạnh và có thể lại tiếp tục, mà sau đó lại có một đợt không khí lạnh nữa rất mạnh. Và Trung Quốc nói rằng cái Tết Nguyên đán năm nay sẽ là một Tết rất lạnh và rất dài, lạnh rất lâu. Thì như vậy Việt Nam chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Estonia hiện nay họ đã phê duyệt làm một cái đường ống trên 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 đất, trên mặt đất chứ không phải là trên xuống dưới nước, tức là cái Baltic Connection ấy, thì là chúng ta biết là hôm trước là tàu Trung Quốc đi mà nó làm đứt đấy, thì là nó dài từ Estonia qua Phần Lan, thì bây giờ là họ sẽ làm cái gọi là trên bộ. Mỹ và Iraq thì chúng lại nói rồi, đang ngầu rút quân. Người ta nói rằng ấy là hiện nay là Nga tiếp tục cung cấp vũ khí cho Việt Nam, Việt Nam tiếp tục mua các loại vũ khí hiện đại của Nga. Người ta nói là thế thì Việt Nam có sợ Mỹ không? Thì Việt Nam bảo là chúng tôi có thể mua vũ khí của bất kỳ ai, kể cả của Mỹ, kể cả của Nga. Và cũng không có việc gì phải sợ ai cả. Cái hội đồng Bắc Cực là gồm 8 nước thì hôm qua chúng ta nói rồi. Nga có thể là bỏ ngỏ cái việc mà rút ra khỏi cái hội đồng này, bởi vì cái hội đồng này lộn côn quá. Nếu mà rút ra thì các nước khác chỉ có lỗ thôi, chứ Nga chả lỗ. Nhưng mà hiện nay thì cái Na Uy và Nga vẫn đang Canada, xin lỗi, Canada và Nga vẫn đang hỗ trợ nhau trong các công tác thuộc về cái hội đồng Bắc Cực này. Thì còn khi nào mà anh chán là coi như lúc đấy là anh đi, đừng có trách, đừng có ép anh quá, đừng ép anh Nga quá. Cái Bắc Cực ở trên này các bạn nhé. Trong cái việc này, một cái nhà báo mà qua Moscow để mà thăm thú thành phố này, thì anh ta rất là thích thành phố này và anh ta cũng rất là ngưỡng mộ Putin, và không biết Putin có gặp không. Thì tối qua ngày 6 đã gặp rồi, và ngày 8 là sẽ công bố một số các cái giới chức của nước ngoài cũng như là của Mỹ là đe dọa sẽ tiêu diệt, tức là ám sát cái ông Carson này nếu mà về Mỹ. Thì ông Elon Musk, tức là người mà giàu nhất thế giới hiện nay, ông đang chỉ trích và lên án người nào mà đe dọa là như thế là không có được. Ông là lên án mà kêu gọi bắt giữ khi mà ông đại cái nước, thì ông Elon Musk là ông chống cái chuyện đó. Hiện nay Zelensky thì nói rằng là Nga đã chiếm được 26% lãnh thổ ấy, chứ không phải là mười mấy đâu các bạn nha, 26 tức là hơn 1/4. Nếu mà hơn 1/4 thì ông tính là đâu có nhiều thế. Ở đây chúng ta ví dụ cái F này cho xuống này, chia này ấy, mỗi phần là 1/4, nhưng mà chúng ta không chia chia kiểu này mà chúng ta chia kiểu này cũng có thể 1/4 thật, kể cả Crimea có lại 1/4 thật đấy các bạn. Vậy thôi, cũng có một số cái tối 28 Tết thì cũng tranh thủ gọi là có cái thông tin và nó mới nhất đến chúng các bạn thôi. Chúng ta sẽ đến với Liban. Đó là rừng tuyết tùng của Chúa. Đây là một trong cái di sản của thế giới các bạn nha. Là một khu rừng nhưng mà nó lại là di sản của thế giới. Thì chúng ta sẽ đến đây trong giây lát. Sau khi mà chúng ta nói chuyện về 24 tiếng đồng hồ qua của thế giới qua quả địa cầu, thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái rừng tuyết tuyết tùng của Chúa này tại Liban. Thì nó có hai phần, phần đầu là phần giới thiệu của chúng tôi và phần thứ hai là chúng ta sẽ tham quan bằng video. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta đến rừng tuyết tùng của Chúa tại Liban. Có thể nói là đây là rừng, nó theo tiếng Ả Rập tức là nó là Hor Ashraf ở Basari, là một trong những vết tích cuối cùng của những khu rừng tuyết tùng Liban rộng lớn, từng phát triển mạnh trên dãy núi của Liban thời cổ đại.
Gỗ của chúng đã bị khai thác bởi người Phoenicia, Assyria, Babylon và Ma Tư. Loại gỗ này được người Ai Cập đánh giá cao trong việc đóng tàu. Còn đế chế Ottoman thì sử dụng chúng trong các cái xây dựng của đường sắt. Thì chúng ta biết là cái cây này, cái đất nước Liban ấy, nó có cái quốc kỳ. Thì trên đấy nó có một cái cây, chính là cái cây tuyết tùng này các bạn. Thì lịch sử của cái dãy núi Liban đã được từng che phủ bởi cái rừng tuyết tùng này rất là dày đặc, và đây là một cái loại cây biểu tượng cho quốc gia này. Sau nhiều thế kỷ chịu tác động của cái tình trạng phá rừng liên tục thì mật độ của rừng cũng đã giảm đi rất là rõ rệt. Qua nhiều thế kỷ, gỗ tuyết tùng bị khai thác bởi các người Ai Cập hoặc là người Babylon, hoặc người Ba Tư. Babylon là Iraq các bạn ạ, Ba Tư tức là Iran, La Mã tức là người Ý, Israel và người Túc, Túc tức là người Thổ Nhĩ Kỳ. Và người Phoenicia thì sử dụng chúng trong việc đóng tàu để xây dựng các hạm đội thương gia hùng mạnh của họ. Cho nên việc đóng tàu thuyền bằng các loại gỗ tuyết tùng khiến họ trở thành quốc gia đầu tiên có hoạt động thương mại trên đường biển trên thế giới. Và người Ai Cập cũng dùng nhựa của cái tuyết tùng này cho các quá trình ướp xác, và gỗ tuyết dùng cho các cái cuộn giấy cói mang chữ hình tượng đầu tiên của họ. Là vua Solomon đã mua gỗ tuyết tùng để xây dựng đền thờ của ông ấy ở Jerusalem. Tuy nhiên thì hoàng đế Hadrian thì lại khẳng định là những khu rừng là một tài sản đế quốc, và việc phá hủy khu rừng tuyết tùng đã được tạm dừng. Để bảo vệ cho cái rừng tuyết tùng của chúa này, vào năm 1876 thì có một bức tường đá cao được xây dựng bao quanh khoảng 102 hectare để bảo vệ các cây gòn, với khoản chi phí được chi trả bởi nữ hoàng Victoria. Tuy nhiên, trong Thế chiến thứ nhất, quân đội Anh đã sử dụng gỗ tuyết tùng để xây dựng các tuyến đường sắt. Qua thời gian, cùng với việc khai thác gỗ quá mức dẫn đến suy giảm số lượng cây. Tuy nhiên, Liban vẫn được biết đến với loại tuyết tùng ở Liban này, vì chúng là biểu tượng của cái đất nước và hiện diện trên quốc kỳ của Liban. Chúng là loài cây sống ở các khu vực đồi núi, nơi chúng là những loài cây chính vì thế. Tại sườn núi tại Markerman ở khu vực thung lũng của Kadisha là trường hợp đầu tiên mà tuyết tùng của chúa được tìm thấy ở độ cao 2.000 mét, 4 cây cao tới 35 mét và chu vi của hàng chùa của chúng là 12 đến 14 mét một cây. Năm 98 thì nó trở thành di sản thế giới của UNESCO cùng với các khu vực thung lũng. Đây chính là cái di tích cuối cùng của khu rừng cổ và là một trong những địa điểm hiếm hoi mà cái loài tuyết tùng Liban vẫn phát triển. Và ngày nay nó trở thành một cái loại vật dụng xây dựng rất có giá trị trong thế giới cổ xưa, cũng như là được trích dẫn 103 lần trong cái kinh thánh. Thì hiện tại thì khu rừng được bảo vệ rất là nghiêm ngặt, du khách có thể tham quan dưới sự chỉ dẫn của các hướng dẫn viên ủy quyền. Những nỗ lực trong các cái chương trình trồng rừng vào năm 1985 sau vài thập kỷ thì mới đem lại thành công đáng kể do sự tăng trưởng chậm của cây tuyết tùng này. Trong khu vực này thì vào mùa đông có cảnh quan tuyệt vời với những cây tuyết tùng được phủ một lớp tuyết che phủ rất là hoành tráng. Ban đầu thì có những người nghệ sĩ là người ta đến đây, đến một nơi để trưng bày các tác phẩm điêu khắc của mình. Nên họ mua một cái khu rừng và đặt chúng rải rác ở khắp nơi. Và các tác phẩm đó là các nhân vật trong cái chuyện cổ tích hay là trong những cái bài thơ vần cho trẻ em. Khu rừng của họ hiện nằm ở bên cao tốc Trans-Canada thuộc là British Columbia. Và chúng ta vẫn còn thấy những cái gốc gác của các cái người xưa, người ta viết lại từ cái hồi chinh phục cái nơi này. Ở đây là tiếng Pháp các bạn. Cái tuyết tùng Liban này nó còn gọi là hương bách, hương bá hay là bách hương, bá hương.
thì là một loại thực vật hạt trần trong cái họ thông. Loại này được Aris miêu tả khoa học đầu tiên năm 1823. Đây là cái loại bản địa của vùng rừng núi Địa Trung Hải. Tuyết tùng đi băng là một cái cây lá kim thường xanh và phát triển ở độ cao trên 40 mét, với thân cây rộng đường kính ít ít nhất thì cũng phải 2,5 mét. Một số nhà thực vật học còn xếp tuyết tùng ship, tức là của bên ship, và tuyết tùng Atlas là phân loại của tuyết tùng Liban. Tuy nhiên đa số các nguồn này ngày nay chúng ta xem nó là các loại riêng biệt chứ không phải là cùng một giống mà ra. Cây tuyết tùng Liban là một trong những loài cây tuyệt diệm nhất trên thế giới. Chúng chỉ mọc trên dãy núi của Liban, trải dọc theo chiều dài của đất nước và trước kia che phủ toàn bộ dãy. Đây là biểu tượng của quốc gia, niềm tự hào của người dân và thậm chí còn xuất hiện trên quốc kỳ của chính đất nước họ. Tuyết tùng Liban có thân lớn, tán lá dày, xòe, rộng dần theo độ tuổi. Cây có vỏ màu xám đậm, nhưng gỗ thì màu sáng tuyệt đẹp, cứng và bền. Nhựa của chúng có mùi rất ngọt ngào. Chúng xanh tươi quanh năm, không rụng lá và luôn tỏa hương thơm. Tương truyền, Chúa đã trồng những cây tuyết tùng này. Chúng cũng đã được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh và trong các văn bản cổ đại. Loại thực vật này nổi tiếng trong lịch sử với vai trò như một trong những vật liệu xây dựng giá trị nhất thế giới cổ đại, tạo ra tên tuổi và hào quang cho Liban. Theo người Phoenicia thì chúng dùng chúng để đóng thuyền để đi qua Địa Trung Hải và trở thành một trong những quốc gia giao thương đường thủy đầu tiên trên thế giới. Tuyết tùng Liban còn được dùng bởi người Assis và những người Ba Tư, người ta dùng làm trong cái đền đài và nổi tiếng nhất là cái cung điện David ở Solomon. Người Ai Cập thì sử dụng nhựa tuyết để cho các cái quá trình ướp xác thì chúng ta đã nói rồi. Người Do Thái thì dùng vỏ cây để làm thuốc. Còn người Ottoman thì dùng làm nhiên liệu để đốt. Đến thời Gilgamesh, Ai Cập đã đặt ra chặt một số lượng lớn tuyết tùng về để đóng thuyền xuất khẩu, và trong suốt hàng nghìn năm cho đến tận thế kỷ 20 thì vào thế chiến thứ hai thì quân đội Anh đã chặt gần hết khu rừng. Hoàng đế La Mã thì trong thế kỷ thứ hai sau công nguyên đã cố gắng bảo vệ khu rừng này bằng cách tạo lập các giới hạn bằng các phiến đá khác, và hơn 200 phiến đá được tìm thấy để giúp cho các nhà nghiên cứu ước tính được quy mô của khu rừng đó. Năm 1876 thì nữ hoàng Victoria xây dựng một khu rừng rất lớn và được bảo vệ xung quanh. Lúc này nó khi đó chỉ còn có vài trăm cá thể sống thành vài cụm tách biệt, và đến sau thời gian này thì cây tuyết tùng đã trở nên rộng lớn hơn, nhiều hơn, thành cả một khu rừng trên cái thung lũng Makemeng-Kalisa. Có 375 cây lâu đời nhất của quốc gia này, trong đó có nhiều cây đã hàng trăm năm tuổi, đạt chiều cao 35 mét và cành của nó là cách mặt đất tới 14 mét. Dù hàng nghìn cây nhỏ đã được trồng ở lối vào của dãy rừng này trong những thập kỷ gần đây, chúng phần lớn là phát triển rất chậm và cần nhiều thời gian để trưởng thành. Trong khi đó, những cây tuyết tùng thì cần phải đối mặt rất nhiều nguy cơ cháy rừng cho đến biến đổi khí hậu, rất là chật vật với tương lai bất định của mình.
Thank you.